Ơi bà con cố gắng nha, quyết đây, chúng ta nhắc đi nhắc lại bà con là ăn không quá 3 quả một ngày. Có nơi người ta gọi không quá 3 trái một ngày mà ăn 6 ngày là nghỉ một ngày. Bởi vì chúng ta nó ăn là nó có hại cho răng miệng nè. Răng miệng đó bà con, bụng đói nè. Rồi. Màng dạ dày nè. Tiêu hóa dạ dày nè. Chuyển da thành màu vàng gọi là loạn sắc tố. Mà khi loạn sắc tố này không ăn ta ngưng thì da nó trở lại bình thường sau vài tháng sau không có gì hết. Những người không ăn là tăng cân nè, đau bụng nè, tiêu chảy nè, buồn nôn, sỏi tiết niệu, sỏi thận, răng miệng dạ dày, không ăn cùng với sữa, ăn sau 1 giờ nếu chúng ta đã uống sữa rồi, không ăn cùng với củ cải sau 1 giờ chúng ta mới ăn được. Để cho những chứng mắc chứng bệnh nè, bướu cổ. Quan trọng nhất là không ăn quá 3 trái hay là 3 quả một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Quyết đó bà con, quyết đó bà con ăn 3 trái một ngày thôi, là 3 quả một ngày, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày thì nó tốt. Bà con chúng ta thấy tốt rồi đừng ăn luôn tù tì nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào, mạnh khỏe bà con ơi.